Dạ, Bùi Hải Vlog xin chào ông bà cô chú anh chị trên kênh của Bùi Hải Vlog sáng nay nha. Thì sáng nay Bùi Hải Vlog có mặt tại mộ của sư ha cô chú anh chị. Cái này mấy chị em chuẩn bị lau mộ thắp hương.
Tới đi ba tới mai mua khăn ướt à. Bà tới
kêu quái tới. Kêu quái đứng xịt nước kìa. Dạ, Bùi Hải Vlog cũng xin kết thúc video tại đây. Cô chú anh chị ơi, xin hẹn bà cô chú anh chị lại video tiếp theo của Bùi Hải Vlog nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại bà cô chú anh chị ạ.